Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trúng tuyển, nhập học đại học và cao đẳng. Bình Dương tiếp tục dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh trúng tuyển, nhập học vào đại học cao đẳng. Đây là lần thứ hai Bình Dương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh nhập học đại học cao đẳng. Được biết năm 2023, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh Bình Dương là 99,76%. Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Bình Dương có hơn 14.000 thí sinh tham gia.